Xin chào mọi người và chào mừng đến với bản cập nhật hàng tuần, nơi chúng ta phải bắt kịp mọi thứ đã xảy ra trong cộng đồng Game 3 trong 7 ngày qua chỉ trong 10 phút. Tôi là người dẫn chương trình Ellie từ Game 3, và trong tập tuần này, chúng tôi sẽ bao gồm một số tin tức đáng chú ý trong tuần đầu tiên của tháng 7. Vì vậy, hãy ngồi dậy và xem lại những gì tuần này có thể cung cấp. Bắt đầu từ tuần này, chúng tôi có một số cập nhật về một trong những blockchain phổ biến nhất, cá cược trò chơi tại thời điểm này DJC, cuộc đua ngựa Metaverse, thông báo về sự ra mắt của DJC, giao thức hiệu quả. Khi sự tích hợp diễn ra trực tiếp, DJC gọi đó là bước đầu tiên hướng tới cách mạng hóa thế giới game fan. Nâng cấp, chúng tôi cũng đã khởi chạy bộ phận của nhóm để tạo ra một chuỗi chéo hoàn chỉnh, giải pháp cho Metaverse đua ngựa dựa trên NFT bằng cách tích hợp giao thức hiệu quả xóa vào nền tảng. Trò chơi Metaverse sẽ trở nên thân thiện hơn với người hợp chơi, lý và hiệu quả. Việc nâng cấp sẽ cho phép các nhà phát triển nhóm để tăng tốc độ phát triển và xây dựng một giải pháp hoàn chỉnh cho NFT dựa trên Metaverse. Khi giao thức hiệu quả được tích hợp, người chơi có thể mong đợi những lợi ích như nhưng không giới hạn ở các giao dịch ngay lập tức, là mượt hiệu suất nhanh chóng trong các giao dịch trò chơi, loại bỏ tất cả phí gas trong trò chơi. Ngoài ra, nhóm sẽ có thể giới thiệu các tính năng trong trò chơi đầu tiên coi là không thể theo sự tích hợp của giao thức hiệu quả. Người chơi có thể sử dụng liền mạch của họ trong ví trò chơi để tương tác với hệ sinh thái Metaverse. Họ sẽ có thể đăng ký các cuộc đua, thuê hoặc lai tạo NFT Hoshitas trong thời gian thực. Các tính năng mới nhất của ví cũng sẽ cho phép người chơi gửi đi DMA của họ, mã thông báo si và tài sản NFT để sử dụng thuận tiện hơn và nhanh hơn. Trong trò chơi cuộc đua cũng đang tổ chức một cuộc thi meme. Trong lễ kỷ niệm ra mắt thành công, sẽ có 3 người chiến thắng sẽ được thưởng 100 U. Nói tóm lại, tất cả đều được thiết lập để cung cấp cho một trải chơi. Nghiệm chơi game được tiết lộ, vì vậy hãy chắc chắn kiểm tra nó. Và một tin tức thứ hai trong tuần, chúng tôi cung cấp một số mới thông nhất tin về tác tuần này, hoạt động đầu tư và tài trợ. Và ngôi sao của tuần này là công ty VC Canva Ventures. Canva Ventures được thiết lập để tập trung ít nhất 30 triệu để hỗ trợ các loại tiền điện tử khác nhau và các trò chơi dựa trên blockchain. Công ty Mỹ thông báo ra mắt quỹ đoàn xe 3 với 150 triệu vốn mà nó có kế hoạch đầu tư vào một loạt các nền tảng và công nghệ trong lĩnh vực trò chơi toàn cầu. Theo Bloomberg, sau 30%, đó là 45 triệu đô la của quỹ sẽ được phân bổ cho tiền điện tử và blockchain, không gian chơi game. Đoàn xe không còn xa lạ với giải thưởng tiền điện tử và các trò chơi dựa trên blockchain. Họ hình thành, tự hào có một danh mục đầu tư ấn tượng của các công ty game và các dự án đã được tài trợ, bao gồm cả những người như người sáng tạo Axie Infinity, Metaverse của Shikame VC, người chơi sẵn sàng và trò chơi mã thông báo không chức năng thế giới mở, thú cưng Kino. Công ty đã đầu tư tổng cộng 35 công ty cho đến nay, thông qua hai quỹ đầu tiên của nó, khắp Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Đông, châu Phi và Đông Nam Á. Quan tâm đến các trò chơi dựa trên blockchain đã tăng trong năm qua, với trung đội và NFT có trò chơi là tâm điểm lớn trong ngành, cũng không thiếu kinh phí. Với quy mới nhất của đoàn xe, sau khoản đầu tư 32 triệu của Animiku, thương hiệu Samsung tiếp theo và chúng tôi thực hiện vào Planetarium Lab. Một báo cáo gần đây từ nhà điều hành cũng vạch ra sự quan tâm liên tục đến các dự án Game 3 như A16C và Double Lab đã chạm khoảng 1,3 tỷ đầu tư vào ván năm và làm bằng các dự án và công nghệ của Hoa Kỳ. Chuyển sang tin tức tiếp theo, và điều này chắc chắn sẽ kích thích tất cả các game thủ chúng ta. Balier, một công ty tự tiết thị là xây dựng các sản phẩm và cơ sở hạ tầng cho Web3 chơi game đã nói, nó đang tung ra một trò chơi bảng điều khiển sẽ hỗ trợ nhiều blockchain và mã thông báo không thể chạm vào. Bảng điều khiển Napoleon 1 được công bố vào thứ 2, dự kiến phát hành đầu tiên vào quý 3 năm 2024. Và chúng tôi hỗ trợ Ethereum, dây chuyền BNB đa giác Solana, 10 Harmony ERC bất biến và các khối sáp. Hiện tại, các thông số kỹ thuật duy nhất được liệt kê cho bảng điều khiển là nó sẽ hỗ trợ 4.000 độ phân giải ăn chơi khi ở 220 khung hình chia dây. Palium nói, cộng đồng của nó sẽ giúp họ xây dựng bảng điều khiển phần cứng và phần và mềm khe hở. Nó sẽ có một nguyên mẫu chức năng trong vài tháng nữa. Theo Palium, bảng điều khiển sẽ có ví tiền điện tử đa chuỗi của riêng nó và bộ điều khiển sẽ có nút ví để người dùng thực hiện giao dịch hiệu quả hơn. Bảo mật và xác minh các giao dịch từ bảng điều khiển sẽ được kích hoạt thông qua máy quét dấu vân tay. Trên bộ điều khiển này, giá của bảng điều khiển không xác định.
nhưng Valium có kế hoạch đúc một Valium Passion 50. Điều này sẽ cho phép chủ sở hữu yêu cầu một bảng điều khiển vào ngày ra mắt đầu tiên. Người có thể sẽ nhận được một NFT khác. Trong tương lai có thể là trạng thái cho mã thông báo chơi, mã thông báo gốc của bảng điều khiển để chuyển đổi trên ứng dụng thị trường của nó. Kế hoạch phát hành 10.000 bảng điều khiển cho Valium Passion đội kinh hoàng trong đối vào tác vào quý 3 năm 2024 khởi động ban đầu với nhiều đơn vị được sản xuất cho công chúng vào quý 3 năm 2025. Nó đã đặt mục tiêu bán được hơn 1 triệu đơn vị. Công ty đã nhận được những lời chỉ trích cho logo của nó trông giống với một bảng điều khiển phổ biến khác. Các Nintendo GameCube, Valium nói rằng nó không sao chép logo và đã tạo một logo mới là bản gốc. Dùng một cái mới nhất từ Meta, một trong những công ty lớn nhất thế giới sắp ra mắt. Tuần này Facebook bắt đầu thử nghiệm NFT như bài đăng với bộ sưu tập kỹ thuật số với đa giác và nhận NFT dựa trên Ethereum trong một chút để mở rộng nỗ lực của mình sang Metaverse. Meta thông báo rằng nó sẽ mở rộng thử nghiệm kỹ thuật số sưu tầm lên Facebook và vào một ngày sau đó trên Instagram với nền tảng thực tế Omazin thử nghiệm CBAA với một nhóm nhỏ người sáng tạo ở Hoa Kỳ. Đến như NFT, doanh số bán hàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong một năm. Đây là Summit 45 từ Zygmunt, là một trong 10 người sáng tạo dùng thử tính năng mới. Người tạo NFT không nhận tiền từ Facebook để đăng NFT của anh ấy trên nền tảng. Thật thú vị, nhưng tôi đã hoàn toàn quấn lấy đầu mình. Nó có nghĩa là gì vì Facebook đã được truyền đạt? Điều gì sẽ xảy ra, Summit nói. Tôi không biết liệu họ có hiểu chuyện gì đang xảy, vì thế giới vẫn chưa hoàn toàn bắt kịp NFT. Bài đăng trên Facebook đã thay thế một bức ảnh của NFT, nhưng không có liên kết trực tiếp để kết nối nó với OpenSea, đổi lấy mua. Summit đã chọn đăng một liên kết đến nó trong phần bình luận. Nghệ sĩ Sam Hình nói, nó giống như đăng một bức ảnh bình thường, nhưng công ty đã cho anh ta tùy chọn nhấp vào kỹ thuật số, tập thể hoặc nút khi tải lên. Vào thứ Sáu, gã khổng lồ truyền thông xã hội đã thông báo rằng, vào tháng 9, nó đang đóng ví tiền tệ thí điểm Novi. Tôi đã suy thoái trong thị trường tài sản kỹ thuật số. Nền tảng đã thử nghiệm thanh toán bằng tiền điện tử thông qua Facebook trở lại. Tiền điện tử Diem nhưng phải hủy bỏ những kế hoạch đó. Giám đốc điều hành của Diem đặt trong một tuyên bố vào tháng Giêng rằng nó đã trở nên rõ ràng từ các cuộc đàm phán với các cơ quan quản lý liên bang rằng nó không thể tiến lên với dự án. Facebook hiện vẫn hỗ trợ sưu tầm kỹ thuật số được tổ chức trên đa giác Ethereum và các block trên dòng chảy. Trang web nói. Cuối cùng, để kết thúc bản cập nhật hàng tuần này, chúng tôi mang đến cho bạn tin tức về một quan hệ đối tác dự kiến sẽ phát hành hàng tấn trò chơi mới xóa studio chơi game. Bão trò chơi dự kiến sẽ bước vào thế giới Web3 với Jedi Game. Trò chơi sẵn sàng hợp tác, một thực thể được thành lập trong ngành công nghiệp game. Và GameStop Studio, một trong những công ty phát triển trò chơi hàng đầu trên toàn cầu, dự định khám phá nơi ba cơ hội bằng cách tung ra hai trò chơi mới. Cả cuộc rượt đuổi giáo điều Ba Lan của Hoa Kỳ và mèo cưng Sim sẽ mang những người bạn đồng hành lông lá đến thế giới ảo và giới thiệu tiềm năng của trò chơi blockchain. Với hơn 1.000 trò chơi được xuất bản và một mặt hàng của 1 tỷ lượt tải xuống, GameStop là studio lớn nhất ở Pakistan với hơn 300 nhân viên và văn phòng tại Mỹ, Ấn Độ và Dubai. Đã đến lúc công ty mở rộng sự chú ý của nó đi đến nơi có 3 cơ hội. JD Game đã có hơn 40.000 người thử nghiệm đăng ký chiến dịch Beta Tester vào tháng 6 liên quan đến việc đầy vải của nó. Đó là tin tuyệt vời cho các nhà phát triển, vì họ có thể khai thác cộng đồng đang phát triển để thu thập phản hồi về nguyên mẫu, ý tưởng và trò chơi đã đăng ký lại Beta Tester. Các đặc quyền bổ sung trong trò chơi JD NFT giảm đầu tiên vào mùa hè năm 2022. Và đó là kết thúc bản cập nhật hàng tuần của tuần này. Bất chấp thị trường đang suy thoái hiện tại, cuộc chiến trò chơi tổng thể cảnh dường như vẫn còn tương đối hoạt động và kiên cường để làm việc này. Rất nhiều trò chơi, các dự án vẫn đang nhận được nguồn vốn lớn, nhưng những sai lầm và vấn đề đang được đền bù và một số cơ hội đang mở ra trong tương lai cho các nhà đầu tư. Vì vậy hãy ngẩng cao đầu và vẫn hy vọng.